xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Hiên. Và video ngày hôm nay sẽ là chủ đề về swap và review song nội địa Trung có giá siêu siêu rẻ phần 18. Và ok, video ngày hôm nay cũng sẽ có giveaway cho mọi người nào đó nha, nên là nhớ theo dõi đến cuối video để biết cách thức tham gia nè. Thợ săn đầu tiên đến từ hãng rất rất quen thuộc mỗi khi nhắc đến săn nội địa Trung, đó chính là hãng Holite. Và màu săn hiện chọn cho video này là màu 112. Bạn này có màu nâu đỏ sẽ là màu săn dễ dùng nhất cho tất cả màu da, từ những bạn da trắng, da ngâm đến cả mặt mộc vẫn rất là ok la. Chất săn của nhà Holite đúng là không thể nào làm cho chúng ta thất vọng mọi người ạ. Chất săn mịn mượt đi lên môi rất là êm, không hề có hiện tượng bột hay là khô gì cả. 1000 lần recommend các bạn mua em này nha. Về độ bám thì độ bám trung bình tầm khoảng 4 đến 5 giờ nếu mà mọi người không ăn uống. Thả săn thứ hai đến từ nhà Kakaso. Cái quả packaging thì không chê vào đâu được anh em ạ, siêu cấp đáng yêu. Và màu săn hiện chọn để swatch là màu B07. Bạn này có màu đỏ nâu khi đánh lòng môi, còn khi đánh full môi thì sẽ có thêm một xíu sắc cam nữa, cũng không kiến da lắm đâu, dùng được cho mặt bọc. Về chất son thì bạn này có khá nhiều bột nên sẽ bị vấn cục, và khi dùng sẽ có cảm giác không thoải mái lắm. Và chất son này thì chỉ đẹp khi đánh lòng môi thôi nha, độ bám trung bình từ khoảng 3 đến 4 giờ. Thả săn thứ ba đến từ nhà Her Orange. Đây cũng là thả săn sáp duy nhất trong video, và màu hiện chọn là màu 005, cũng là màu nhẹ nhàng nhất trong video này luôn. Bạn này có màu nâu cam khi đánh lòng môi thì có thể dùng được hàng ngày, còn khi đánh full môi thì nên makeup nhẹ một xíu để không bị tối màu da. Về chất son thì thấy chất hơi khô và khá là khó lên môi, phải đi qua 2 đến 3 lần thì màu son mới lên chuẩn được. Chất son hơi khô nên sẽ không khuyên dùng cho những bạn môi khô, môi nứt nẻ hoặc có nhiều vân môi đâu nha. Độ bám trung bình tầm khoảng 3 đến 4 giờ. Ở cuối video Hiền sẽ tổng hợp lại thả săn mà Hiền yêu thích nhất để các bạn có thể dễ dàng trong việc lựa chọn mua săn cho mình nhé. Thả săn thứ tư chắc các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Cái packaging bò sữa này thì thấy khá là nhiều hãng có thiết kế giống như này á, chỉ khác mỗi tên hãng thôi mọi người ạ. Và hãng săn hiện chọn là hãng Hohokan màu V5. Bạn này có màu đỏ nâu. Để so sánh với thả săn thứ hai của nhà Kakaso thì màu này sẽ có nhiều sắc đỏ hơn và cũng sẽ tươi hơn một xíu. Màu này kết hợp với chất son khi lên môi siêu xinh, dùng đẹp cho tất cả màu da. Chất son của bạn này sẽ hơi bong bóng nên khá là xinh. Với chất son này sẽ khuyên dùng cho những bạn chịu dưỡng mua hàng ngày thôi nha. Môi khô thì dùng son nào lên cũng không đẹp đâu. Độ bám trung bình tầm khoảng 5 giờ nhé mọi người. Để kết thúc video ngày hôm nay sẽ là thả săn đến từ nhà Mafit. Màu của thả săn xinh quá mọi người ạ. Mặc dù thiết kế rất là đơn giản, chỉ in tên hãng ở phần thân son thôi, nhưng mà hiện thấy nó cũng rất là xinh luôn á. Và màu son hiện chọn cho video là màu 04 đỏ nâu. Để so sánh với hai màu son đỏ nâu trước thì sắc đỏ của bạn này chiếm nhiều hơn, lại là màu son phù hợp với mọi màu da nữa rồi. Màu này dùng lên rất là sang luôn mọi người ạ, phù hợp với những cô trung niên luôn nè. Về chất son thì thấy chất khá là êm, dùng không hề nặng môi gì cả. Để tổng kết lại những thả săn mà Hiền yêu thích nhất, đó chính là màu số 1, số 4 và số 5. Các bạn nên mua 3 thả săn này nha. Và ok, video của Hiền đến đây cũng đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Hiền nha. Đừng quên tham gia giveaway cùng mọi người nè. Bye bye.